Chúa ơi, chúng con đã từng lớn lên đời sống đức tin, đời sống trả giá đức tin của mình, và cũng đang nhìn thấy nhiều cuộc đời được thay đổi từ nhà này tới nhà kia. Chúng con đã trải qua từ năm 1988, 89, 90 và trải dài cho đến ngày hôm nay, đi qua nhiều cung bậc của cảm xúc vui, buồn, khóc trong những giờ phút khó khăn đầy áp lực. Nhưng rồi chúng con nhìn thấy chính phong trào từ nhà này sang nhà khác, nó đã đem đến một ngọn lửa và đem đến một cái sự thăm viếng lớn trên đời sống hầu việc Chúa của chúng con. Để rồi chúng con nhìn thấy cả một phong trào đó tưởng dần chết dần theo thời gian, nhưng không, nó lại lớn dần theo thời gian. Trong những lúc nguy biến nhất thì chúng con lại nhìn về lại lịch sử một lần nữa và nói rằng Đức Chúa Trời luôn chuẩn bị những điều tốt nhất cho hội thánh của Ngài. Trời ơi, còn bây giờ chúng con đang nhìn về tương lai, lòng của chúng con đang nhìn nhớ tới những người đang ở trong tình trạng COVID, và chúng con đã phải đến từng nhà, thăm viếng từng người, chia sẻ từng lời, khích lệ từng ý tưởng ở trong Kinh Thánh cho họ, khiến cho chúng con cũng nhớ lại cái từng buổi học Kinh Thánh, từng thì giờ thăm viếng những người mới tin Chúa. Và cha ơi, chúng con khao khát, đây là điều cần được nhân lại. Chúng con đang sống trong một cái thế giới quá hiện đại đến nỗi người ta có thể gặp nhau qua những phương tiện hiện đại, nhưng người ta lại không thể gần được với nhau. Lại Thánh Linh ơi, và con cầu nguyện để trong những ngày tới, xin Chúa ban ơn để rồi ngay cả khi chúng con có thuận lợi đến được nhà của những người tân tín hữu hoặc không đi nữa, thì chúng con cũng thể kết mở ra được những lớp học Kinh Thánh, tổ tế bào qua các hệ thống Zoom khắp nơi trên đất nước này. Cứ mỗi một nhóm 7 người, 8 người, 10 người, mà cứ như thế, hàng ngàn nhóm sẽ được mọc ra sau mùa dịch này. Hàng ngàn nhóm sẽ được mọc ra trải dài trong các vùng thôn quê lẫn cả thành thị nữa. Và chúng con sẽ cầu nguyện để rồi đội hình thăm viếng, chăm sóc trong những ngày tới đầy sự năng lực, đầy sự khôn ngoan, đầy sự sức dầu trong Thánh Linh của Chúa, để dòng chảy của ơn phước của Ngài có thể lan tỏa đến với các lớp học, các gia đình của tín đồ, các gia đình của tân tín hữu một cách thật là kỳ diệu. Xin sự sức dầu của Ngài đầy dẫy trên chúng con, nhất là Ngài làm cho lòng của chúng con đầy sự thăm viếng của Chúa, đầy ngọn lửa Thánh Linh của Ngài, đến nỗi chúng con khi nghĩ về điều này thì đã cảm thấy được hưng phấn, cảm thấy được muốn đứng lên và làm nhiều điều hơn nữa cho Đức Chúa Trời, cảm thấy trong những ngày tới là những năm tháng thật là quy hoàng, thật là những năm tháng đầy phước hạnh trong chức vụ của chúng con nữa. Và con cầu nguyện để rồi Cha ơi, hội thánh sẽ được kinh nghiệm những năm tháng tới đây là những năm tháng mà chưa bao giờ từng xảy ra trong lịch sử của hội thánh, thì nó sẽ bắt đầu mở ra một trang sử mới cho sự phát triển hội thánh, cho một cơn phục hưng mới, đem đến sự chuyển động trong đời sống đức tin, đem đến sự chuyển động trong đời sống thực hành đức tin mỗi ngày của tân tín hữu nữa. Con cũng hướng lòng về Bình Dương và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Cha ơi, chúng con hướng về vùng trời của Bình Dương, hướng về vua Chúa không trung tại nơi đó. Quyền lực có tâm năng muốn cột trói và đem đến sự ảnh hưởng khốn cùng cho nhiều người dân tại nơi đó, đặc biệt là những người dân ở các nơi khác về các khu công nghiệp đó để làm việc. Họ sống trong những khu nhà trọ. Họ bây giờ, họ đang phải đối diện nhiều tháng với những dịch lệ, bệnh tật, thiếu thốn, chết chóc, buồn bã, tuyệt vọng. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, chúng con cột trói vua Chúa của sự gian ác trên không trung tại nơi đó. Và chúng con công bố Chúa của sự vinh quang của chúng con, Chúa Giêsu Christ của chúng con sẽ được ảnh hưởng trên vùng đất này. Xin mở đường để hội thánh của Chúa khắp nơi, không riêng việc của chúng con, nhiều hội thánh độc lập, nhiều hải phái sẽ được sự sức dầu của Chúa hướng về nơi đây. Và chúng con cũng hướng về nơi đây để cầu nguyện có một sự thăm viếng, có một sự mở lối để hội thánh được giúp đỡ những người đang ở trong tình trạng kiệt quệ, và đặc biệt để ảnh hưởng tin lành yêu thương, tin lành của sự sống đời đời được đến với người dân của chúng con tại nơi đó. Chúng con yêu mến vùng đất Bình Dương, chúng con yêu mến đồng bào Bình Dương, và chúng con sẽ thể hiện tình yêu đó bằng sự cầu thay mỗi ngày trên các múi giờ cầu nguyện của chúng con. Bởi vì Chúa dạy cho chúng con rằng khi chúng con thường cầu thay cho ai là chúng con đang yêu thương người đó. Và bây giờ chúng con sẽ thường cầu thay cho vùng đất này để thể hiện lòng yêu mến chúng con đến về vùng đất này, cho đến chừng tình yêu của Ngài thấm đẫm và đụng chạm trên các cấp lãnh đạo, chính quyền, trên chính sách, và trên mọi lãnh vực ở tại xã hội, ở tại Bình Dương nữa. Con cảm ơn Ngài
xin tiếp tục ở cùng trên hội đồng cầu nguyện của chúng con. Chúng con hiệp ý và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.